Chuyện gì đây? Mặt trời lặn rồi mà tướng quân đi đâu vậy? Không phải việc của ngươi, tránh ra. Ngài định tấn công nơi công chúa đang ở sao? Ngươi không tránh ra thì ta sẽ tấn công ngươi trước đấy. Ngài vào trong đi. Phụ thân ngài đang đợi ngài đấy. Ta sẽ trả giá cho tội lỗi bằng cái chết. Tuy nhiên, ngươi và gia tộc ngươi cũng sẽ chìm trong biển máu. Người cho gọi con ra. Nếu con trừ khử con trai của Anhyok và đốt làng của chúng, con nghĩ công chúa sẽ thuộc về con sao? Vâng, nếu cô ấy không còn ai để dựa vào. Cô ta nói dối về việc thành thân để chạy trốn. Vũ lực không kiểm soát được việc này. Con làm như lời người dạy mà. Người đã giết hoàng hậu và chém đầu Onyok. Âm mưu đầy uy quyền mà không phản tác dụng. Con dũng cảm đấy, nhưng vẫn cần học hỏi nhiều. Quyền lực xuông thì cũng bất lực thôi. Trước khi vung kiếm thì con cần có nguyên cớ. Không có nguyên cớ, tướng quân ngoài trận mà khác gì đồ tể bán thịt lợn đâu. Nguyên cớ ạ? Con sẽ bịa ra gì đó. Nó sẽ tự đến với chúng ta thôi. Con nghĩ công chúa sống được với kẻ hái thảo mộc sao? Đến khi chúng ta có được nguyên cớ, con phải đợi đi. Con phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa đây? Con chậm hiểu quá đấy. Để bắt được thủ lĩnh, con phải làm hắn ngã ngựa. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Cô ngủ ngon không? Ừ, còn ngươi? Ta cũng vậy. Dọn dẹp thôi. Tướng quân cô sẽ bị đẩy ra biên giới sao? Vâng ạ. Ngài ấy đã giúp công chúa rất nhiều lần. Gochuga có vẻ rất giận ngài ấy. Ngài ấy là thủ lĩnh tộc Geru kế nhiệm, nhưng ngài ấy rất khác cha của mình. Ta biết lòng trung thành của hắn với hoàng tộc. Người đầu tiên báo cho ta công chúa còn sống chính là tướng quân cô. Ngài ấy quá tài giỏi, không đáng bị bỏ uổng thế này. Gochuga tàn nhẫn quá, đẩy người thừa kế của mình đến nơi xa xôi. Ta đã khiến ông ấy ghét bỏ mình, nhưng lần lưu đày này quả là rất xa. Ta sắp phải hít cát phương Bắc rồi. Ngươi buồn vì ta sắp phải đi xa à? Thế này không tốt gì mà. Vậy ta ở lại nhé. Dạ. Vào ngày như hôm nay, giá mà ta được ngồi thuyền chơi sông và uống rượu hàng giờ. Tướng quân Gogon, lập tức tới gặp đức vua. Xin người đừng giận. Con biết mình còn thiếu sót, nhưng con sẽ cố gắng. Mẫu thân, phụ thân của Gachin, tức là nhạc phụ của con, chúc phúc cho bọn con rồi. Ta không thể tin nổi. Ngươi làm gì có nhạc phụ? Mẫu thân, con sẽ đi nhóm lửa. Con rất giỏi việc đó.
Tránh ra đi. Đừng làm nữa công chúa. Cô là người cao quý nhất thế gian. Cô không được lao động chân tay. Con là trưởng tức của người mà. Đừng trêu bà già này nữa. Cô ở đây thì hãy nghỉ ngơi đi. Phụ thân thần đã ra lệnh. Thần phải ra biên giới xa xôi và không được về đây. Đó là trừng phạt, không phải là mệnh lệnh. Đó là vì ngươi đã giúp công chúa sao? Thần chưa bao giờ là người con trai cả vừa ý. Thị vệ của trẫm không còn trật tự như trước nữa. An ninh trong ngoài hoàng cung cũng lỏng lẻo. Trẫm đang cân nhắc chỉ định ngươi làm trưởng đội phòng vệ kinh thành. Thần không xứng đáng với danh hiệu đó. Có điều thần đã chuẩn bị đồ để đến biên giới rồi. Hành lý đã đóng đều có thể dỡ ra, và mệnh lệnh ra rồi cũng có thể rút lại. Trước khi làm vậy, để giữ ngươi bên chấm, chấm phải tin ngươi được đã. Để khiến ta tin ngươi, ngươi phải lấy được lòng tin của ta. Như vậy, ta sẽ đánh giá được lòng trung thành của ngươi với hoàng tộc. Ngày ấy không khỏe, và lệnh cho ngài hôm khác đến. Ngươi có bảo ta là thầy dạy võ mới của ngài ấy không? Có ạ. Sự thật là từ ngày công chúa rời cung, ngài ấy vẫn chưa rời khỏi tẩm điện. Ngài ấy nói không có tâm trạng làm gì cả. Biêng găng, rốt cuộc tỷ đang ở đâu? Tỷ vẫn sống tốt chứ? Ta bảo con tiếp cận đức vua, mà con trở thành thầy của thái tử sao? Con làm như lời người dạy mà. Để bắt được thủ lĩnh phải làm hắn ngã ngựa. Đúng vậy, thái tử chính là ngựa của đức vua. Con sẽ chiếm lấy lòng tin của thái tử, sau đó là đức vua. Con sẽ thâu tóm toàn bộ người trong hoàng cung. Thần dân vừa nghi ngờ vừa bất lực. Con có kế hoạch bí mật gì không? Con nói ra thì đó không còn là bí mật nữa. Cứ để hoàng tộc cho con. Người kiểm soát hội đồng đi. Họ tham lam hơn quá đà rồi. Không ai biết họ bí mật làm gì cả. Công chúa rời cung cũng đem lại vài chuyện tốt. Con thay đổi đủ để quan tâm đến gia tộc mình rồi. Dù thích hay ghét, con vẫn là thủ lĩnh Geru kế nhiệm. Con phải làm tròn bổn phận của người con. Người chưa ngủ sao? Người lấy thêm chăn gối làm gì? Phòng ngươi có đủ con gì? Có mỗi một bộ thôi. Ngươi bảo thành thân rồi mà. Ngươi và con bé ngủ riêng à? Gajin thấy không thoải mái. Con vì Gajin thôi. Ta phải dạy con bé kiểu gì đây? Có bí kíp gì không nhỉ? Suýt nữa bà ấy tóm được ta. Sao cơ? Không có gì đâu.
Ta tưởng bà ấy sẽ đuổi ta đi. Mừng là bà ấy không làm vậy. Không đáng mừng đâu. Bà ấy coi cô như vô hình ấy. Bà ấy lo cho ngươi mà. Tuy là nhũ mẫu của ngươi, nhưng bà ấy quan tâm cho ngươi hơn bất kỳ người mẹ nào. Tâm lý của người mẹ đấy. Đây là sách binh lược ta lấy ở cung. Binh lược sao? Shinseo, Yokdo, Samria, binh pháp tôn tử, ngũ binh. Xem nào. Đợi đã. Ta không phải đọc hết chỗ này đấy chứ. Đọc một lần chưa đủ đâu. 10 lần, 20 lần, ngươi phải nhắm mắt đọc thuộc lòng mới được. Để ta học cùng ngươi nhé. Thật không công bằng. Cô bảo sẽ dạy võ cho ta mà. Chỉ biết vung kiếm thì có ích gì. Ngươi phải biết dùng cái đầu nữa. Vậy để ta xem nào. Đọc cái này sẽ làm ta ngu hơn đấy. Trời ạ, chưa đọc mà đã phàn nàn rồi. Ta mệt quá, chúng ta đi ngủ nhé. Nhá. Ôi trời. Trời ạ. Cô thoải mái không? Không thì ta sang phòng lớn ngủ. Thành thân mấy ngày mà ngươi đã muốn ngủ riêng à? Nam nhân cũng bị từ hôn được đấy. Thế à? Dù chỉ là giả dối thôi, nhưng nằm cạnh cô khiến ta cảm thấy như đã thành thân vậy. Ta thấy kỳ lạ quá. Ta cũng vậy. Gajina. Hả? Đừng nói với mẫu thân rằng ta đang học võ nghệ. Bà ấy biết chuyện thì sẽ ngã bệnh mất thôi. Được rồi. Cả ngươi nữa, đừng chen vào chuyện giữa ta và bà ấy. Ngươi chẳng giúp gì được đâu. Này, phu quân thì phải chăm sóc cho nương tử chứ. Thật yên tâm mà. Nhưng cứ để ta lo đi. Con đi đốn củi đấy ạ. Hôm nay con phải mang về 3-4 chồng củi. À, Gajin đi rồi ạ. Cô ấy đi lấy nước. Lại đây. Con bé đó có mưu gì đấy? Sao ạ? Sao một công chúa lại sống ở trên núi? Ta không tin được nó lại thành thân với tên hái thuốc đâu. Lại đây. Cứ nói với ta đi. Chắc chắn nó đang bày mưu gì khác phải không? Con quyến rũ cô ấy mà. Thật đấy. Thay vì bị kìm hãm trong cung, cô ấy nên đi với con và được tự do. Con bảo thế rồi mà. Ngươi lừa được ma thôi, sao lừa được ta? Ngươi đến rồi à? Ngươi thấy sao? Rộng rãi và yên tĩnh nhỉ? Ừ, ôi trời. Mẫu thân ngươi thì sao? Ta bịa chuyện rồi. Bắt đầu từ đâu đây? Mau nói cho ta đi nào. Đây. Ngươi không được cầm kiếm như vậy đâu. Hồi nhỏ ngươi không được học à? Đây là điều căn bản nhất mà. Ta bảo phụ thân dạy, nhưng người chẳng nghe. Tướng quân On sao? Tại sao? Ta cũng không biết nữa. Nào, ngươi phải dùng tay trái đỡ kiếm,
Dùng tay phải kiểm soát đường đi của kiếm. Như thế này à? Cầm kiếm cao hơn. Thẳng vai ra. Khuỵu gối. Thẳng lưng. Sao lại phức tạp thế? Nắm được kiến thức căn bản là phần khó nhất. Nâng cầm lên. Hãy tập trung điểm nhìn vào đầu lưỡi kiếm. Giả vờ kẻ thù đang ở đằng kia. Thôi nào. Được rồi. Giữ tư thế đó cho đến khi ta quay lại nhé. Hả? Cô đi đâu vậy? Này, đây là phạt, đâu phải là huấn luyện đâu. Giữ nguyên tư thế. Regina. Người nói gì vậy? Phục hồi tộc Suno sao? Đức vua cũng muốn khôi phục lại tộc Suno. Gugunpyo đề xuất quốc hôn, nên người không thể hiện được ý định. Ngài đâu sống mãi ở quỷ cốc được đâu. Ngài cần tập hợp quân lực, nuôi dưỡng sức mạnh và giành lại thế lực. Ngài cần khôi phục vị trí của mình ở hội đồng năm tộc. Đó là lý do gửi trở lại sao? Để giúp hồi phục tộc Suno à? Việc này không chỉ vì tộc Suno. Hồi còn ở trong cung, ta nhận ra được tình hình của đất nước. Gugunpyo và đồng minh của ông ta đã làm hại quyền uy của đức vua và kiểm soát triều chính. Nếu chúng ta không cản chúng, Goguryeo sẽ sụp đổ từ bên trong. Mong ngài hãy giúp đỡ đức vua. Thần tuy là thủ lĩnh, nhưng thần không tự đưa ra quyết định được. Ta sẽ thuyết phục dân làng. Ta sẽ cần rất nhiều tiền bạc để tập hợp và huấn luyện binh lính. Dù không có nhiều, nhưng ta sẽ đi kiếm bạc để chúng ta bắt đầu. Người muốn bán tất cả chỗ này sao? Có một quý nhân cần ngân lượng gấp, vị đó cần đổi bạc sớm. Hình như ta từng thấy mấy cái này rồi. Ai thế? Ta có quen vị này không? Đây là trang sức ta cất giữ ở điện Myunran. Ta giao chúng cho ngươi. Tìm người mua giúp ta đi. Người cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Ngươi không cần biết, nhưng càng sớm càng tốt. Hãy tha thứ cho thần. Vị đó yêu cầu được giữ kín danh tính. Thôi kệ đi. Loại thuốc ngươi bốc cho ta ấy, ngươi bảo nó sẽ giúp ta mang thai. Hình như nó chẳng có tác dụng gì cả. Kể cả nếu người uống thuốc, sự cân bằng âm dương vẫn khó kiểm soát lắm ạ. Nhân tiện chúng ta đang nói chuyện, bác sĩ ngươi từng bảo ấy, nếu ông ta giỏi như lời đồn, chắc ông ta cũng làm lễ nhỉ. Sao ngươi lại ở điện của thái tử? Tiểu nữ nghe nói ngài được bổ nhiệm làm thầy của thái tử. Đúng là không có gì qua mắt được ngươi. Tiểu nữ cũng biết rằng thái tử còn chẳng rời phòng, nói gì đến luyện võ. Hôm nay ngài cũng đến đây trong vô ích à? Nếu biết thái tử rắc rối đến vậy, ta đã ra biên giới luôn rồi. Khi công chúa xuất cung, người đã rất lo lắng cho sự an toàn của thái tử. Mong ngài vì công chúa mà sẽ không từ bỏ dễ dàng. Không hiểu nổi ngươi đang nghĩ gì. Vì công chúa mà ngươi bị trừng phạt, vậy mà ngươi vẫn lo cho cô ấy. Tiểu nữ rất thương ngài, vì ngài không quên được nữ nhân đã bỏ đi, và thương công chúa bị đức vua từ mặt. Tiểu nữ thương hai người lắm.
Này, thật là người không cử động từ lúc ta đi à? Cô bảo ta đứng yên mà. Cô bảo phải thành thục căn bản. Đủ rồi, thôi đi. Thật là, cô cười đấy à? Sao cô cười được khi bắt ta làm vậy chứ? Đừng cử động. Thoải mái quá. Nương tử của ta đánh tan được mệt mỏi bằng đôi tay này. Cái đồ, đừng có lau cá. Gajin à, ta biết đây chỉ là kiếm gỗ, nhưng lén tập sau lưng mẫu thân không hay lắm đâu. Không còn cách nào khác mà. Ta biết. Trước đây ta còn bắt cô hứa không động vào kiếm. Giờ ta lại học từ cô. Ngươi không thích thì không tập nữa. Ta không muốn ngươi buồn đâu. Ta chỉ nói vậy thôi. Tiếp theo là gì nào? Ôi trời, trời lạnh lắm. Cô ra ngoài làm gì? Ôi trời, cô là công chúa. Vác lu nước để làm gì? Đưa cho ta. Không sao ạ, con làm được. Ôi trời, không được đâu, đặt xuống. Đưa ta cái lu. Không sao đâu ạ. Ôi. Ôi trời ơi. Chết tiệt. Sao? Chết tiệt ư? Ôi trời ơi, con xin lỗi. Lẽ ra con phải cẩn thận. Ôi trời, đừng nói thế. Việc nặng nhọc phải để cho ta. Người thấp kém. Ta không thể để công chúa làm những việc này được đâu. Để cô làm là ta bị phạt đấy. Mẫu thân, con về đây làm nương tử của Đan. Con không đến đây để làm công chúa. Xin hãy đối xử với con như đối xử với người trong gia đình mình. Cô có chắc sẽ không hối hận những gì vừa nói không? Dạ. Cô sẽ không trách ta. Dù ta giao nhiều việc chân tay chứ. Người muốn con làm gì thì cứ nói đi ạ. Nếu thế, cô phải đi lấy nước lại đi. Và trẻ củi nữa. Vâng. Gajin đâu rồi? Ta bảo con bé đi chăm vườn rau trong thung lũng rồi. Vườn rau tan hoang hết cả. Vì ngươi bỏ đi lang thang trên kinh thành đấy. Cô ấy đâu tự chăm cả vườn rau được đâu. Đừng có xen vào. Nó nói sẽ làm trưởng tức của ta mà. Mẫu thân, nó bảo không cần đối xử với nó như công chúa. Nó sẽ được toại nguyện. Trời ơi. Ôi. Ôi trời ơi. Ôi trời. Cô khỏe ghê. Cô ấy khỏe thật mà. Đừng làm việc vất vả quá nhá. Cháu ăn khỏe ghê. Gajin đã quyết định rồi. Ý cô là sao? Cô ấy đến gặp trưởng tộc. Trưởng tộc bảo ngươi đi lấy sách dạy binh pháp. Không biết có chuyện gì, nhưng chắc chắn cô ấy có kế hoạch lớn. Chắc vì thế mà cô ấy đến đây, giả vờ thành thân với người như Đan. Đan có làm sao đâu. Cậu ấy là con trai của vị tướng tài giỏi, chẳng thấp kém gì so với công chúa bị từ mặt đâu. Nhìn diện mạo và võ nghệ của hắn đi. Gajin quá tốt so với hắn ta. Nếu không có Đan, cô và em cô chẳng còn sống mà đứng đây đâu. Bọn ta cần à? Ôi trời, cái con vô ơn này. Con, người muốn chết à? Hai người làm gì vậy?
Yêu nhau nên cãi nhau đấy à? Hôm nay trời nắng đấy, ra ngoài mà cãi nhau. Ngươi cũng muốn chết đấy à? Tìm thấy rồi. Gatina, tay cô. Ta không sao đâu. Ngươi cứ đọc sách đi. Không, thế này đâu phải không sao. Để ta đắp thuốc cho cô nhé. Cho ta xem nào. Đọc sách đi. Tay. Trưởng tức của ta đang làm gì thế? Ra đây đi. Trưởng tức đang làm gì đấy? Vâng, con ra đây ạ. Ngươi phải đọc xong chương đầu của luận ngữ. Ta sẽ hỏi lại sau đấy. Hình như cô chưa khâu gì thì phải. Con chưa luồn được chỉ ạ. Cô không biết khâu à? Trước đây con có xem người ta khâu đồ vài lần à? Đưa cho ta. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Cô đã nói cô không phải sát thủ, cũng không phải công chúa. Từ giờ liệu mà học cách làm việc nhà cho giao hồn đấy. Nếu cô muốn giúp Đan thì cô phải chăm chỉ gấp nhiều lần so với một bà già mù. Người nuôi chàng ấy đến tận bây giờ, dù hai mắt không nhìn thấy gì, người thật vất vả. Khâu đồ đi, đừng nói nữa. Vâng ạ. Người không cần lo về công chúa đâu ạ. Con bé dũng cảm như nam nhân vậy. Ta không chỉ lo cho nó, ta lo cho thái tử. Không chịu ra khỏi phòng kìa. Ta đã bắt nó ngày mai phải đi tập. Nhưng nuôi con khó hơn trị vì một vương quốc nhiều. Thiếp xin lỗi vì thiếp không rõ muộn phiền của những người làm cha mẹ. Ta đã dùng tất cả những dược liệu hữu ích, nhưng người đó chưa từng có thai. Ta nghe nói ngài có thể tiến hành một nghi thức. Cô chủ toàn năng của tiệm thuốc không đủ khả năng, nên lại nhờ vả một pháp sư sao? Khách của tôi sẵn sàng trả giá nếu có một đứa con. Đem cô ta đến đây. Ta phải cảm nhận khí của cô ta trước, rồi xem liệu phép thuật có hiệu quả hay không. Đó không phải là người có thể dễ dàng ra ngoài. Đây, ta đã mang bát tự của người đó để ngài bói mệnh. Ta phải gặp trực tiếp cô ta, không thì sẽ không làm phép gì hết. Ông ta có vẻ không phải người tầm thường đâu. Ông ta còn từ chối nhận chỗ bạc này. Không nhiều pháp sư đốt nhang tốt như vậy đâu. Ông ta giỏi đánh lừa lắm. Người nghĩ ông ta có đáng tin không? Cô ta có ngũ quan hài hòa. Cái mũi của cô ta cho thấy dấu hiệu của tài lộc. Tuy nhiên, ta có thể nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sau sự giàu có đó. Điều tra cô ta đi. Ta phải biết cô ta còn che giấu bao nhiêu bộ mặt. Chết tiệt, cái bình nước của ta.
Đồ ngốc này. Cái bình nước của ta. Mẫu thân, con sẽ đi lấy ít nước. Ừ, cô đổ đầy các bình nước đi nhé. Khi nào làm xong việc đó, đi nhổ cỏ ở vườn rau trên đồi kia. Sau đó giặt rũ và phơi đồ lên. À đúng rồi, trước khi mặt trời lặn, kiếm ít thân cây bụi về để làm một cái chổi. Nước, vườn rau, giặt đồ và thân cây bụi, con nhớ rồi ạ. Hôm nay con đang mặc đồ người may cho con đấy ạ. Chúng sẽ không bị vướng nữa. Con đi đây ạ. Ôi trời, người có muốn hành hạ cô ấy tới cỡ nào nữa đây. Con bé có đúng là công chúa không vậy? Không phải đâu. Sao cơ? Cô ấy là nương tử của con. Ta buồn ngủ lắm. Ngươi làm gì thế? Phiền phức quá. Đức vua đã ra lệnh rồi. Tập xong rồi thì ngài có thể nghỉ ngơi thoải mái. Khi nào tập xong, thần sẽ mang đồ ngọt tới cho người nhé. Ngươi lui được rồi. Lấy thanh kiếm gỗ đi. Ngài không muốn tập luyện à? Ta không muốn, rắc rối lắm. Vậy chúng ta đánh cược nhé. Nếu ngài có thể chạm vào cổ áo của ta, ngài không phải tập luyện nữa. Người nói thật chứ? Tất nhiên rồi. Ta sẽ đích thân bẩm báo với đức vua. Nhưng nếu ngài thua, ngài phải luyện tập cùng ta. Ta không đánh nữa. Vậy như đã hứa, ngài phải tập luyện cùng ta. Vua không cần biết kiếm thuật, ta có thể lệnh cho tướng lĩnh của mình. Không một vị tướng hay quân lính nào tuân lệnh một vị vua không cùng họ chiến đấu trên chiến trường. Một thời gian trước, tỷ tỷ của ngài cũng đã cược như vậy. Cô ấy còn trẻ, lại còn là nữ nhi, nên ta đã bảo cô ấy không thể dạy cho cô ấy được. Nhưng cô ấy vẫn muốn học. Công chúa đã cá cược với ta để cô ấy có thể được luyện tập. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Ta đã trở thành sư phụ của cô ấy. Thì chúng ta đã cược với nhau rồi. Thực hành các đòn cơ bản. Hạ thấp kiếm xuống. Làm lại. Xa quá rồi, làm lại. Lần này ngắn quá, làm lại. Sao cái này phức tạp thế? Đánh lại đúng góc đó đi. Làm lại. Làm lại lần nữa để không quên mất đi. Mẫu thân, con phải đi thêm lần nữa để đổ nước đầy bình. Hôm nay con sẽ tới vườn rau ở thung lũng. Này, tập trung vào. Vâng, sư phụ.
Đứng dậy đi. Ngài yếu như vậy thì sao có thể bảo vệ được đế chế chứ? Trưởng tức của ta đâu rồi? Vâng, con ra đây ạ. Gochuga, giờ là con hổ mất móng vuốt. Ông ta không thể ngăn việc hủy bỏ hôn sự. Ông ta chỉ dương mắt nhìn công chúa rời cung. Còn Dedero, hắn từng cố nịnh nọt chúng ta. Gần đây ta nghe nói hắn chỉ đến thăm đức vua. Chắc chắn Gochuga còn kế hoạch chưa cho ta biết. Kế hoạch ư? Đến con trai cả của ông ta cũng đứng về phe của vua rồi. Giờ hắn ta đang dạy võ cho thái tử. Ông ta có thể có kế hoạch gì? Ngày tới rồi à? Các vị đang bàn việc gì mà ta không tiện nghe sao? Sao có thể chứ? Chúng ta đang bàn về việc các sứ thần đến Bắc Châu. Ta đã biết nên chọn sứ thần nào và bao nhiêu người đi rồi. Chắc lần này tổng Kieru sẽ lại hủy thôi. Người của chúng ta đâu khác gì đám lâu ta. Vậy chúng ta cứ làm như thế đi. Ta nghe nói dạo gần đây tướng quân Gugon bận lắm. Nghe nói thái tử rất tin tưởng cậu ta. Đệ đã mang đồ ngọt cho ta. Ta tới để cảm ơn tỷ. Mình ta ăn thì nhiều quá. Đệ có muốn ăn cùng ta không? Sư phụ. Vâng. Sư phụ Gu, người có thích Pyongang tỷ không? Sao ngài lại hỏi ta như vậy? Ta chỉ muốn có người về phe tỷ ấy. Vậy thôi. Đừng ghét tỷ ấy. Mặc dù tỷ ấy đã thành thân rồi, chẳng có sư phụ nào lại đi ghét đồ đệ của mình cả. Trên hết, công chúa còn là đồ đệ đầu tiên của ta. Ta sẽ luôn bảo vệ cả hai người. Ta cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người mang về thông tin hữu ích đấy. Làm tốt lắm. Khi tìm được nơi do thám, ta sẽ gọi người. Ta thấy có kẻ đáng ngờ ở trước tiệm thuốc. Đáng ngờ thế nào cơ? Hắn giả làm thương nhân nhưng từng là sát thủ ở Trơn Trúc Bang. Trơn Trúc Bang, người chắc chứ? Vâng, ta và hắn đã từng chạm mặt trực tiếp. Sau khi nhìn quanh tiệm thuốc một lúc, hắn liền rời đi. Người có theo đuôi hắn không? Hắn đã đi vào nhà của một thầy bói. Nơi đó gọi là Sông Hoa Đăng. Không có nhiều thông tin về cô ta. Cô ta là con nuôi, không có họ hàng gì cả. Với địa vị như vậy mà cô ta lại trở thành con gái nuôi của thủ lĩnh tộc Sono sao? Quả là một người phụ nữ đáng gờm.
Có tin đồn nói cô ta đang hái lượm thảo mộc quý hiếm. Cũng có tin đồn là cô ta lén bán cung nữ cho Xin La để gây ra hỗn loạn. Xin La, nhưng người đã tiết lộ việc đó là công chúa. Ta bận lắm. Ông triệu tập làm gì thế? Trưởng làng bảo có điều muốn nói. Ngươi có biết là gì không? Ta cũng không rõ. Thúc này, lại đây. Thúc nên quan tâm một chút tới con gái của mình đi. Gia Trinh làm sao vậy? Con bé mới thành thân mà đã quá vất vả, đốn củi, giặt chăn bằng nước lạnh. Không phải sao? Đúng rồi ạ. Tỷ ấy chạy khắp làng để làm việc vặt đấy. Ôi trời, con bé hẳn giống như cáo trước mặt mẹ chồng. Con trai quý giá của bà ấy mà. Chắc bà ấy cũng hà khắc với con bé. Ôi trời, trời ạ. Ta có chuyện muốn nói nên đã bảo mọi người tụ tập lại. Hãy bàn chuyện làng ta và cả tương lai của tộc Sun Đô. Chắc ngài là nhà sư à? Ngài bị lạc sao? Quanh đây không có làng hay chùa nào cả. Ngươi là ai? Lại còn nhảy nhót điên cuồng giữa nơi hẻo lánh này. Ngài không biết sao? Ta đang luyện tập kiếm thuật. Kiếm thuật sao? Ta tưởng ngươi đang chơi đùa với cái gậy đấy. Nhà sư, mới gặp lần đầu mà ngài hơi nặng lời rồi đấy. Cái này chỉ hợp làm gậy chống lưng thôi. Này, khi ta chưa cáu thì liệu mà trả lại đây. Được thôi tên nhãi. Mọi người định phụ thuộc vào bùa chú, đung đưa ánh lửa quỷ và lẩn trốn trong quỷ cốc tới bao giờ nữa? Hãy bỏ lại quá khứ, đẩy sự bất công và khổ đau. Hãy chuẩn bị bước ra thế giới bên ngoài. Ta đã có kế hoạch và ngân lượng. Ta chỉ cần sự hỗ trợ của mọi người thôi. Không biết tộc Sun Đô thấy thế nào, nhưng ta thì thấy hơi chần chừ. Ngươi có còn là đàn ông không đấy? Có là người tộc Suno hay không thì quan trọng gì. Ý cô ấy là ta có cơ hội sống như người bình thường. Đúng là chúng ta chưa từng được tôn trọng như một con người. Chúng ta đều phải sống như lũ sâu bọ, chui lủi và bị dẫm đạp. Sau đó cô định làm gì? Dù tập hợp mọi người ở quỷ cốc thì cũng không đủ để lập nên một đội quân, cả rèn vũ khí nữa. Đúng thế, chúng ta cần nhiều người hơn thế. Những kẻ không nhà, lang thang khắp thành, những người bị quý tộc dẫm đạp. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta sẽ thuyết phục họ về phe chúng ta, bắt đầu từ ngôi làng gần nhất. Chính ta sẽ làm điều đó. Ta đồng ý, dù sao đây cũng là lời hứa của công chúa mà. Ta cũng thế. Được thôi, ta cũng vậy. Thôi được, ta cũng tán thành. Ta cũng vậy, bọn ta cũng thế. Thử xem sao. Cứ thử xem sao. Đây sẽ là cơ hội mới. Cứ thử xem sao. Chúng ta phải thử thôi. Đúng thế, chúng ta sẽ có cuộc sống mới. Đó
Ta cũng đã định nói với ngươi rồi. Nhưng với ngươi, việc huấn luyện là điều phải được ưu tiên. Ta không giận cô. Đó là kế hoạch của cô từ khi còn ở trong cung. Cả việc ta thành tướng quân cũng nằm trong kế hoạch đó. Dana, chuyện này là vì chúng ta và vì cả lợi ích của toàn bộ tộc Suno. Ta không sao đâu. Ta phải tiếp bước di nguyện của cha mình. Hơn nữa, đó là điều cô muốn. Nhưng những người đó lại khác. Họ đã trốn chạy tới nơi này vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức thế gian này. Họ khó khăn lắm mới sống sót tới tận bây giờ. Sao chúng ta có thể khiến họ liên lụy? Chúng ta cần phải thay đổi thế gian này để bách tính có thể sống hết mình mà không phải sợ hãi. Đó là đất nước ta cần gây dựng, một Goguryeo mới. Mặc dù cuộc sống sau khi tách khỏi thế gian có vẻ yên bình, nhưng chỉ cần Goguryeo ra lệnh, kể cả quỷ cốc cũng biến thành một biển máu. Lần đầu tiên cô tới quỷ cốc, cô đã rất thích nơi này vì cảm giác như đang nằm mơ. Thần thuộc hạ Gugon xin tuân lệnh nhận chức trưởng cấm vệ quân. Với sức mạnh không đổi thay của thanh kiếm, bảo vệ nhà vua và cung điện với sự trung thành và lòng nhiệt tâm. Thần xin nhận lệnh. Trung thành, trung thành. Ông ta đã bị nhà vua cướp mất con trai. Mọi người ngoài cung cũng đang bàn tán như vậy, rằng quan hệ cha con ngài dạn nứt vì quốc hôn, và tướng quân Go đã quay lưng với gia tộc. Cha mẹ đâu thể cản đường những gì con mình đã chọn lựa. Ta rất lo cho sự an nguy của ngài. Nếu để chuyện này xảy ra, ngài định xử lý hậu họa thế nào đây? Người cũng định quay lưng với ta sao? Có vẻ như cha người cũng đang có ý định khác. Công chúa đã tặng quà cho chúng ta sau khi ra khỏi cung và đã mở đường cho ta đi tới ngai vàng. Sau khi đội sát thủ được tập hợp, một trận mưa máu sẽ xảy ra. Ta chỉ có một nguyện vọng thôi. Đó là con trai con mưu của chúng ta sẽ được chuyển ngôi nhờ ngài giúp sức. Con trai của chúng ta. Hoàng tử đó thật sự là huyết thống của ta sao? Sao cơ? Sao ngài có thể nói như vậy chứ? Người là hạng người sẵn sàng nói rằng bầu trời là mặt đất để con mình có thể lên ngôi. Ta rất yêu tham vọng của người. Gần mù đúng là con trai của ngài. Kim loại bị gì hết rồi. Ta có thể nung chảy nó và rèn lại. Nhưng vậy thì ta cần một lò luyện to hơn. Người cứ bắt đầu trước đi. Ta sẽ tìm giúp những nguyên liệu cần thiết. Vâng. Này Gachina, con có ổn thật không? Con nói là con sẽ lấy bạc cho cha. Cha không tin con à?
Không, ý ta là nhạc mẫu của con ấy. Nghe nói bà ấy làm khó con, giao việc nặng cho con. Không đúng đâu, bà ấy tốt với con lắm. Con đi đây à? Không là Đan phải đợi. Ta nhờ ngươi nhé. Vâng. Công chúa yêu On Đan lắm. Gachin à, chúc may mắn nhé. Đi thôi. Ta cũng lo lắm. Gachin không quen với việc ở trong một mối quan hệ. Cô có nghĩ là họ dành đêm đầu với nhau thật không? Cô hiểu ý ta mà. Cảm giác nóng rực không tả nổi. Đã bảo là phải kín miệng cơ mà. Đá tốt đấy. Nhìn thấy cô ấy, ta cảm thấy cô ấy thực sự có thể thay đổi thiên hạ này cùng với Đan. Ta cũng muốn cố hết sức để giúp họ. Vì ngài bảo ta đến một mình, hẳn là đã sẵn sàng làm lễ. Ta gọi cô đến để bàn những chuyện cha nuôi cô không thể nghe. Là sao? Hay là ông ta đã biết rồi nhỉ? Sự thật là cô là nội gián của Shinla. Ông đang nói nhăng cuội gì vậy? Ta không chắc, nhưng biểu cảm của cô đã nói lên tất cả. Con gái nuôi tộc Sono lại là nội gián. Một cú ngoặt thú vị. Ta đã nghe đủ những điều vô lý rồi. Nếu cô cứ như vậy mà đi, ta sẽ không đảm bảo bí mật không lộ ra ngoài đâu. Vậy ta cũng sẽ nói thẳng. Thủ lĩnh Chân Trúc Bang giả làm pháp sư và các thuộc hạ của ông ta. Ông đang tính làm gì sau khi lợi dụng công chúa để nhắm vào ngai vàng? Ông lại lên kế hoạch tạo phản sao? Ta biết cô là một nữ nhân nguy hiểm. Thay vì cho các gia tộc náo loạn và tàn sát lẫn nhau, chúng ta nên lặng lẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ta ghét nhất những trò chơi ngu ngốc đấy. Chúng ta nên làm gì ạ? Thật phí phạm. Nhưng ta đâu còn lựa chọn nào đâu. Tên nội gián đáng khinh. Ta sẽ giết ngươi tại đây để ngươi không cần về chỗ Xin La nữa.
Tiểu thư, tỉnh lại đi. Tiểu thư, ngài đang làm gì ở đây? Ngài có vô tình nghe được tên đó nói gì không? Hắn ta nói gì? Để ta đưa ngươi về tiệm thuốc, ngươi đang gặp nguy hiểm đấy. Ta sẽ không nhẹ tay đâu đấy. Ta cần xem ngươi đã tiến bộ đến đâu. Thua cũng đừng có khóc đấy. Lên đi. Ta để khay để đồ ở đâu nhỉ? Xem nào. Đây rồi. Sách gì đây? Lạ thật đấy. Xin chào. Ai vậy? Có ai ở nhà không? Cha của Gachin đây. Ta cũng nhận ra cái giọng khó nghe của ông rồi. Ta đi kiếm củi để làm cuốc, nhưng lại làm thành cây gậy. Ta tính đưa cho bà thông gia. Thông gia? Ông nói gì vậy? Sao bà không chấp nhận đi, rồi xem mọi việc đang thế nào? Thế thì bọn trẻ sẽ thoải mái hơn đấy. Cũng đừng làm khó Gachin nữa. Dừng lại đi. Ông quá đáng rồi đấy. Ông đến là ta mừng rồi. Cầm lấy cái này đi. Đây là sách gì? Cho ta biết đi. Ta không biết đọc. Để ta xem nào. Có tranh này. Sách tranh à? Ừ, có ảnh người cầm kiếm. Đây là sách binh pháp sao? Ngoài học võ, cậu ấy còn học cả binh pháp à? Ai? Ông đang nói Đan à? Bà chưa biết à? Con nhỏ này. Bà đi đâu đấy? Đi lối đó là lên núi mà. Cẩn thận một chút đi. Ôi trời ơi, khỏi cần lo. Ta rõ mọi hòn đá trên quả núi đó đấy. Ôi trời, bà ta đi nhanh ghê. Bà sao? Nó vừa thiếp đi. Nó chặn được gián điệp Shinla đi vào từ pháo đài trong núi. Nó nói là nó đã dũng cảm chiến đấu. Nó ném đá và vung kiếm gỗ của nó lên. Trong trận hôm nay, 16 người lính của ta đã thiệt mạng. Chúng ta thắng, nhưng chiến trường lại đầy máu. Bà Sa. Vâng, tướng quân. Bà biết tại sao ta không dạy kiếm cho Đan không? Một khi nó vung kiếm, nó sẽ thấy máu đổ. Đó là số mệnh của người cầm kiếm. Ta không muốn Đan phải đi theo vết xe đổ của ta.
Giỏi lắm Dana. Mẫu thân, hai đứa đang làm gì vậy hả?